Xu ơi là Xu, mấy con cá khô mẹ để dành nấu cháo cho con Bi mà con cũng không tha nữa là sao? Mà nấu với tay mà. Rồi rồi, bà lại báo cái trò gì nữa vậy nè? Cái gì mà có đường, có nước mắm, có ớt, có tiêu xanh nữa vậy Xu? Thôi xong, còn chút xíu muối tôm để mẹ ăn chung với cốc, bà cũng na đi nấu luôn vậy nè. Rồi cá khô này Xu giả ra làm gì vậy Xu? Cá bự như vậy làm sao mà giả? Thôi giả được không? Rồi giả được. Trời đất ơi, bà quậy cái bếp chưa đã, bà còn na lên cái bàn bà giả nữa kìa. Bà nói buồn buồn bể cái bàn thì đừng hỏi tại sao roi vô mông nha Xu. Ăn có gì đâu mà sợ. Cô con mi ăn. Thế thích gì đâu mi. Cô con mi luôn ăn chứ mi ăn rồi mi gặp trời. Chắc không, chắc chịu qua nhé. Eo ơi, lần này chắc cái bụng của ba Dũng không yên với hai chị Xu nhà mình rồi. Ê mà cha hỏi cá khô sao Xu không ăn nguyên con chơi giả nhuyễn làm gì vậy Xu? Giả nhuyễn thì mới để vừa cái nồi nước mắm của con chứ mẹ. Đó, chị hai giỏi thì lên dụ ba ăn đi, ăn chung với xoài và cốc à nha. Xem cái vẻ mặt đầy nghi ngờ của ba Dũng kìa, chắc có ăn được không Xu, sao mà nhiều tiêu dữ vậy nè. Ba cứ ăn đi, có chết đâu mà sợ. Úi trời ơi, ba sặc rồi kìa. Đâu có cay lắm đâu ba, Xu để có 5 trái ớt thôi à. Úi là trời, ngon quá, ăn trước cái đã, còn chuyện đau bụng tính sau.